Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của thủ đô và đất nước, năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, năm cả nước thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Bên cạnh đó, năm 2021 cũng là năm Việt Nam phải chịu sự tác động mạnh mẽ của dịch bệnh COVID-19 tới mọi mặt của đời sống xã hội cũng như các tổ chức đoàn. Đứng trước những khó khăn và thách thức, tuổi trẻ Tây Hồ càng nêu cao tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt khó để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhìn lại chặng đường năm 2021, có thể thấy công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi của quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Bám sát chủ đề công tác năm 2021, tuổi trẻ Tây Hồ sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp. Ban thường vụ quận đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc xây dựng và triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên được Ban thường vụ quận đoàn tập trung chỉ đạo thông qua việc tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết chỉ thị của Đảng như nghị quyết 25 của Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chỉ thị 42 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030, chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn viên thanh niên luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, trung thành và kiên định với đường lối cách mạng và con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân đã lựa chọn, không ngừng học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội và kiên quyết đấu tranh với các tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch. Từ việc thấm nhuần các nghị quyết chỉ thị của Đảng, đoàn, đoàn thanh niên đã biết cụ thể hóa thành những chương trình kế hoạch nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt, trong năm 2021, đoàn viên thanh niên đã thực hiện tốt các vai trò và trách nhiệm của những cử tri trẻ trong công tác bầu cử, phát huy vai trò xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, triển khai sáng tạo các hình thức tuyên truyền về công tác bầu cử, tạo sự lan tỏa trong nhân dân và tuổi trẻ Tây Hồ. Qua đó, 100% thanh niên đã tham gia bầu cử với phương châm bầu cử trách nhiệm, chống dịch toàn diện, góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong bối cảnh dịch bệnh, các hoạt động giáo dục truyền thống vẫn được tiếp tục duy trì và thực hiện sáng tạo theo nhiều hình thức khác nhau như tổ chức các cuộc thi viết, thi trực tuyến, sinh hoạt chi đoàn online. Qua đó đã tổ chức thành công các cuộc thi tìm hiểu lịch sử 90 năm truyền thống vẻ vang Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Các hoạt động giáo dục pháp luật kỹ năng cho thanh niên đã góp phần giúp thanh niên sống, học tập và làm theo hiến pháp và pháp luật, nói không với các tệ nạn xã hội. Công tác giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn tiếp tục được chú trọng thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân. Qua đó, trong dịp 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Ban thường vụ quận đoàn và các cơ sở đoàn trực thuộc, các đơn vị phối hợp đã tổ chức trao tặng 48 xuất quà tới hai mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Trong phong trào thanh niên tình nguyện, nổi bật trong năm 2021 là hoạt động thanh niên tham gia công tác phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cơ sở đoàn hội quận đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, thể hiện rõ nét vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên, được cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp ghi nhận. Nhiều đội hình thanh niên tình nguyện đã ra đời, nhiều đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng linh hoạt phòng chống dịch, đội hình thanh niên trực chốt bảo vệ vùng xanh, đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ các điểm tiêm vaccine, đội hình thanh niên hỗ trợ mua nhu yếu phẩm. Và đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh bùng phát vào những tháng cuối năm, trước chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận, Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ đã chuyển hướng chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới. Qua đó, Đoàn Thanh niên đã ký kế hoạch liên tịch với Trung tâm Y tế để thực hiện hỗ trợ với bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà. Nhiều đội hình thanh niên tham gia hỗ trợ bệnh nhân F0 điều trị tại nhà cũng ra đời. Thanh niên tham gia đồng hành sát cánh cùng lực lượng y tế của địa phương và hỗ trợ tích cực cho ban chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn quận. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ như nhập liệu các phần mềm quản lý F0, đặc biệt là F0 điều trị tại nhà để kết nối với hệ thống thầy thuốc đồng hành hỗ trợ cho người bệnh mắc COVID-19 trên địa bàn, thực hiện nhập liệu trên các phần mềm quản lý người tiêm chủng, kết quả xét nghiệm, phần mềm cấp phát thuốc.
hoạt động tích cực của đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận chuyển oxy đến tận nhà người bệnh theo chương trình ATM oxy miễn phí và các hoạt động tích cực khác trong các tổ Covid cộng đồng, nhóm Zalo hỗ trợ F0 tại nhà đã một lần nữa khẳng định áo xanh đang có mặt ở mọi lúc, mọi nơi, phát huy vai trò xung kích. Đầu cần thanh niên có, đầu khó có thanh niên, quyết tâm cùng hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Cũng trong năm 2021, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Tây Hồ đã ủng hộ quỹ vaccine Covid-19 với tổng số tiền là 70 triệu đồng trao tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Bắc Giang, Lào Cai và trên địa bàn quận trên 36.000 khẩu trang y tế, 700 bộ bảo hộ y tế, trên 1.500 tấm kính chắn giọt bắn và nhiều nhu yếu phẩm khác, trao tặng 28 xuất quà với tổng trị giá trên 19 triệu đồng với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo, các bạn thanh niên yếu thế, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ mất nguồn nuôi dưỡng trên địa bàn quận, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức mô hình siêu thị không đồng trên địa bàn quận Tây Hồ, trao tặng 1.000 xuất quà trị giá 400.000 đồng một xuất cho các trường hợp chịu ảnh hưởng do dịch bệnh trên địa bàn quận. Với phương châm hành động, san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch, Đoàn Thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận đã phát động các chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Qua đó, toàn quận đã hỗ trợ tiêu thụ được 7,8 tấn xoài Lạng Sơn, 4,8 tấn xoài Mộc Châu, 5,1 tấn nhãn Ba Vì, 323 kg gà đồi Ba Vì. Bên cạnh đó, tinh thần tuổi trẻ tình nguyện cũng được tiếp tục thể hiện qua các hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện năm 2021 tại 3 tỉnh Sơn La, Cao Bằng và Lạng Sơn với tổng trị giá quà trên 75 triệu đồng, xây dựng mới và hỗ trợ sửa chữa 2 sân chơi thiếu nhi trên địa bàn quận, tổng trị giá 62 triệu đồng, khởi công xây dựng nhà nhân ái trên địa bàn huyện Mỹ Đức cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 50 triệu đồng. Các đội hình giao thông xanh, đội hình tiếp sức mùa thi, Hòa Phượng Đỏ vẫn tiếp tục được triển khai hiệu quả, phục vụ các sự kiện quan trọng và hỗ trợ đem lại nhiều thành công cho kỳ thi trung học phổ thông, đại học và các đẳng trên địa bàn quận. Trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ Tây Hồ tiếp tục ghi dấu với các hoạt động trong đợt kỷ niệm thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với cao điểm 90 ngày tuổi trẻ Tây Hồ thi đua lập thành tích, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua đó, có nhiều hoạt động, phong trào, mô hình, công trình đã được ra đời, cụ thể như mô hình công chức áo xanh tham gia cải cách hành chính, hỗ trợ tư vấn cải thiện thái độ giao tiếp khi tham gia các giao dịch tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân các cấp, hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết các thủ tục hành chính, thu hút trên 600 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ đã tổ chức trao danh sách 45 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp tại khu di tích 5D Hàm Long, nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, đồng thời giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên và hưởng ứng chương trình Tôi, người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do thành đoàn phát động. 100% các cơ sở đoàn triển khai thực hiện các công trình phần việc thanh niên trong đợt thi đua có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống xã hội, qua đó được cấp ủy, chính quyền, các cấp ghi nhận. Bên cạnh đó, trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác, Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ cũng lấy tiêu chí đổi mới sáng tạo để tạo thêm sức hút, sự lan tỏa và hiệu quả thực tiễn cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Có thể kể đến một số mô hình sáng tạo của thanh niên như thanh niên lưu động lập mã QR code cho các hộ kinh doanh trong công tác phòng chống dịch, chi bi tuyên truyền bầu cử trách nhiệm toàn diện. Trong phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên truyền vận động thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ được Ban Thường vụ quận đoàn chú trọng và chỉ đạo sát sao. Qua đó, trong năm đã có 42 trên 63 thanh niên viết đơn lên đường nhập ngũ, trao tặng được 2 sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đoàn thanh niên các phường cũng đóng vai trò là nòng cốt trong các lực lượng dân quân tự vệ, tổ bảo vệ, dân phố, dân phòng tại địa phương để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn. Phong trào tôi yêu Hà Nội, các cơ sở đoàn hội trên địa bàn quận đã tổ chức thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên, có nhiều mô hình thanh niên hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần làm sáng, xanh, sạch đẹp, cảnh quan đô thị của quận. Tiêu biểu như thực hiện 3 công trình vườn hoa thanh niên, 2 sân chơi thiếu nhi, 5 tranh tường bích họa, 1 hàng cây thanh niên. Bên cạnh đó, các hoạt động thường xuyên trong việc bảo vệ và giữ gìn môi trường vẫn được tổ chức định kỳ vào ngày thứ bảy tình nguyện và ngày Chủ nhật xanh hàng tuần, với các việc cụ thể và ý nghĩa như ra quân vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo và giao vặt trái phép, vệ sinh môi trường gắn với đội tự quản Bác Cộng, có trên 2.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia,
tổ chức thành công ngày hội hiến máu tình nguyện tại địa phương với tổng số đơn vị máu thu được là 1.593 trên 1.395 đơn vị, vượt 14,2% so với chỉ tiêu đề ra. Các chương trình đồng hành với thanh niên được thể hiện qua các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên được các cơ sở đoàn chú trọng và triển khai, thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, nổi bật như giải bóng đá thanh niên năm 2021 và hội thi bí thư chi đoàn tổ dân phố giỏi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi viết, thi ảnh, nhảy cổ động tuyên truyền, các hoạt động đồng hành hỗ trợ cùng thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp được đoàn thanh niên quận chú trọng nổi bật với các hoạt động như tổ chức ngày hội hướng nghiệp và việc làm, tuyển sinh du học cho thanh niên. Bên cạnh đó, việc đồng hành khuyến khích cho thanh niên làm giàu trên mảnh đất quê hương cũng được khuyến khích để xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương thanh niên điển hình làm kinh tế giỏi tại các làng nghề truyền thống. Trong công tác xây dựng đoàn, hội, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên, công tác bồi dưỡng phát triển đoàn viên mới và công tác quản lý đoàn viên luôn được quan tâm và triển khai đầy đủ. Toàn quận đã tổ chức kết nạp được 1.258 đoàn viên mới, tổ chức trao danh sách 45 đoàn viên ưu tú cho các ủy đảng xem xét kết nạp. Qua đó đã kết nạp được 37 đồng chí, vượt 12% so với chỉ tiêu đề ra. Các cấp bộ đoàn đã tập trung kiện toàn nâng cao hoạt động của ủy ban các cấp, đã thành lập được 2 chi đoàn và 7 câu lạc bộ ngoài quốc doanh, kết nạp được 183 hội viên, tổ chức tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho trên 120 lượt cán bộ đoàn hội đội chủ chốt. Trong công tác hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, các liên đội phối hợp với đoàn thanh niên các phường tổ chức các hoạt động sinh hoạt dưới cờ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của thủ đô, đặc biệt là dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, như tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng, nghe nói chuyện lịch sử, thắp nến tri ân, kết nạp đoàn tại các địa chỉ đỏ, hội thu 15.000 quyển vở đóng góp vào chương trình 1 triệu quyển vở tặng bạn nghèo, hội thu kế hoạch nhỏ được 90 triệu tấn giấy vụn các loại. Hội đồng đội quận đã tổ chức thành công hội thi tin học trẻ lần thứ 20 của quận và đạt giải cao trong hội thi tin học trẻ thành phố Hà Nội năm 2021. Công tác giáo dục, chăm sóc thiếu niên nhi đồng trong năm 2021 cũng chịu sự tác động không nhỏ của dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự sáng tạo của mình, các cơ sở đoàn trực thuộc đã chủ động chuyển hướng sang hình thức trực tuyến với các hoạt động như tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, giới thiệu các cuốn sách hay có nội dung phù hợp cho thiếu nhi, tổ chức các hoạt động thi ảnh, vẽ tranh, nhảy cổ động, viết thư cảm ơn lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, qua đó giúp các em được quan tâm, chăm lo và thích ứng với tình hình mới. Khép lại năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng rất đỗi tự hào với những kết quả và thành tích đã đạt được. Với ý chí, bản lĩnh, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ quận Tây Hồ, ta hy vọng và tin tưởng rằng bước sang năm 2022, tuổi trẻ Tây Hồ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục hoàn thành và hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ, chương trình công tác năm đã đề ra.